Xin kính mời nghệ nhân Trịnh Thị Lịch, thủ nhang điện Tam Tòa Thánh Mẫu. Nghệ nhân Trịnh Thị Lịch là một tấm gương sáng về bảo tồn và phát huy tín ngưỡng đạo mẫu. Bà đã và đang tích cực tham gia các hoạt động bảo tồn văn hóa, đưa đạo thờ mẫu trở thành nét đẹp trong văn hóa của người Việt. Là người phụ nữ có tấm lòng từ tâm nhân ái, trong nhiều năm qua bà là thành viên đi đầu trong hoạt động bảo tồn phát huy đạo mẫu cũng như thiện nguyện. Bà vinh dự được tặng nhiều bằng khen, giấy khen, danh hiệu cao quý. Hôm nay đến tham dự chương trình giao lưu thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt, nghệ nhân Trịnh Thị Lịch diễn sướng hai giá hầu là Quan Đệ Nhị và Chúa Đệ Nhị. Sau đây xin kính mời nghệ nhân Trịnh Thị Lịch loan giá ngự đồng. Xin một tràng vỗ tay dành cho nghệ nhân Trịnh Thị Lịch. Thung dung ngày lành tiếng tổ thung dung tan tỏa tiếng thanh hội cộng đồng sắc ra từ trường. Cung thỉnh mời thích sư sinh anh trong đền sông sơn lo giá người để ta thánh tiên cung thỉnh mời để ta thánh tiên sinh lần lòng nữ ngự miền lo giá người năm con chiếu bao la thế giới vòng nguyệt soi soi lọi Thank you.
bát như buồn công tử
xa gần gần làm tôi trên
xiên non chim hót dịu dàng. Được dưới hè tung tính một tràng vỗ tay dành cho nghệ nhân Trịnh Thị Lịch.